hai học sinh tử vong, mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa. Nhóm học sinh lớp 5 rủ nhau đi tắm ở biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, bị sóng biển cuốn trôi khiến một em tử vong, còn một em mất tích. Ngày 20 tháng 4, ông Lê Trường Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, xác nhận sự việc và cho biết lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân là học sinh bị mất tích khi tắm biển. Thông tin ban đầu được biết khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 4, một nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm biển thuộc khu vực biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trong lúc nhóm học sinh đang tắm thì bất ngờ có hai học sinh bị nước cuốn trôi ra xa bờ và mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương phường Hải Hòa cùng nhiều lực lượng dân quân, biên phòng, công an huyện tích cực nhanh chóng huy động cano tìm kiếm hai học sinh mất tích. Đến khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể một nam học sinh đã bàn giao lại cho gia đình. Còn một học sinh vẫn chưa được tìm thấy, đang được lực lượng tiếp tục tìm kiếm. Theo lãnh đạo địa phương, nhóm học sinh lớp 5 ở xã Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Hoàng Lam, Tiền Phong,